Con đừng có công nó.
có đúng không? Ôi ơi, dép đứt rồi. Ôi. Này không đeo được rồi. Đi vỗ về. Chị, cho em nhờ tí. Chị đi mua rau hộ vợ em tí. Vợ em, đấy là vợ em. Để em lấy tiền cho chị á. Chị đi mua hết cho em nhé. Nhé, mua hết cho em đi. Cho em chưa chị? Em cảm ơn nhé. Cảm ơn chị nhé. Gần chục năm nay thôi, năm nay nó ăn một vụ to quá. Thì nó ăn già già gần như hết.
giờ toàn thạch. Bái nó 10 tiền. Ừ. Xe bao tiền đấy chú ơi? 3.24. Xe bao tiền nhỉ? 50 tiền. Bán gà chị? Mua à, chị bán bao tiền đấy con này? Mấy mẹ con này bao nhiêu tiền? Bán 200. 200 nghìn à? Ừ. Thế để cho em mua hai con này. Lại lấy đi cho nhím đây. Ai lấy được cho nhím nhiều thế nhờ.
chuột nhá. Mẹ ơi, chó trước phải như cho ăn bim nhá. À bạc bạc ơi. Bạc bạc ai.